Vâng, Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta lại cùng nhau đi dạo chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Một gian hàng bán rất nhiều những bonsai mini, những cây mai hồng ngọc bé tí xíu. Nhìn rất là kéo. Bao tiền cây hoa giấy đây anh ơi? 200. 200 nghìn một cây ạ? Vâng. Để lấy cái tuống chứ. Anh ở Tích Giang à? À, đoạn tí tôi nói chuyện với anh.
chiên đất. Mua đất đi, mua đất đi. Đất kia. Ở đây còn mua mấy cái trâu ở cái này. Vâng. Hả? Con trâu này. Trâu này vâng. Về xin nhà ai bao tiền cây đơn này ạ? 30.000. 30.000. 40.000 ạ? 30.000 bán toàn mua nhiều. Bé quá. Mua nó còi quá. Đất nhà mười mấy cây. Anh có cây sung đấy à? Bao tiền cây anh ơi? Bao nhiêu? 2,5 triệu. À, 2,5 triệu cây sung này á? 25 rồi. Ôi dồi, đẹp thế. Đeo quả nhiều quá nhỉ, đẹp quá. Ai sao anh buộc đây không cởi ra? Hả? À, tức là có ai mua thì cởi ra hả? Ừ, ai mua thì chờ luôn nhưng người ta cởi ra. Vâng. 2,5 triệu, già quá này. 25 rồi. Mà thân nó già, nó lên địa y như là cây xanh ấy. Quả ngon nên là cũng quả 2,5 triệu. Anh ở dưới Tích Giang à? Mỗi có cái dáng của nó không có gì đặc biệt nhưng mà quả đúng rồi, cây nó chết thì nó không có củ. Đúng rồi, sung hạt thì nó có cái vẻ dễ có củ đẹp. Vâng, những gốc mai vạn phúc to này kìa. Cái mai vạn phúc này của bác à? Mai vạn phúc này. Bao tiền cây này? 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu một cây mai vạn phúc này. Vâng. Xanh tùm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây này là cây gì em ơi? Cây cẩm thị. À, gọi là cây gỗ mun đấy à? Cây này bao tiền anh? À, nó vừa đứng đây đúng không? Đây. À, vừa đứng đây lại chạy sang kia. Bé cháu ơi. Đây. Ông trẻ em hỏi mà cái này bao tiền? Đây. Cái cây cẩm thị. Cây cẩm thị triệu 7 chú ạ. Triệu 7 cây này. Ừ. Thế còn đây hình như có một cây này nhỏ hơn đúng không? Cây này giá bao nhiêu? Cái này. Gốc ở tận dưới này à? Xem gốc to. Cái này bao nhiêu? 1 triệu ạ. À? Cẩm thị dáng siêu. Nên đồ có cái điểm nhấn chỗ này hay. Núi đá Ninh Bình thì nhiều cái loại này. Từ sáng giờ bán được nhiều chưa? Bán được cái nào? Bán được nhiều rồi. Và trời nắng to quá rồi, Đô Sinh xin dừng hình để về nhà nghỉ. À, thời điểm này đã là 10 giờ, nắng lên rất gay gắt và oi. Nắng và oi như thế này để chuẩn bị đón mấy ngày mưa liền đấy.